Một cuộc thăm dò của tờ New York Times công bố hôm thứ Bảy cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước đáng kể so với cựu Tổng thống Donald Trump tại các tiểu bang sao động là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Tuy nhiên, dữ liệu lấy mẫu của cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua thực tế có thể diễn ra sít sao hơn nhiều. Cuộc khảo sát gần 2.000 cử tri tiềm năng cho thấy bà Harris đánh bại Trump với tỷ lệ 50% trên 46% ở cả 3 tiểu bang. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8, trong tuần mà bà Harris tuyên bố chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz là người đồng hành tranh cử cùng bà. Từ năm 1992 đến năm 2016, ông Trump từng giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang này, bất chấp các cuộc thăm dò trước đó từng cho thấy cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden đã xoay sở để lật ngược tình thế ở các tiểu bang thuộc vành đai rỉ sét này vào năm 2020, nhưng tỷ lệ thắng của ông rất xích sao. Đối với cả bà Harris và ông Trump, việc giành chiến thắng ở Pennsylvania cùng 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang này hoặc Michigan và Wisconsin cộng lại 25 phiếu đại cử tri là điều cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này.